Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi một con app Teddybank. Là con app này là chương trình tiếp thị liên kết nha các bạn, chia sẻ mua bán mặt hàng trên online nha các bạn. Dành cho bạn nào mà giỏi về chia sẻ link mà bán trên hàng trên Facebook nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn đào về trên Shitlay hoặc là App Store đó. Đào về các bạn login bằng Facebook nha các bạn. Rồi các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm điểm nha các bạn. Kiếm coin này mình đổi ra thẻ cào, các bạn kiếm ngày khoảng 50 hoặc 100k tiền thẻ cào cũng được các bạn. Rồi các bạn nhập coin. Rồi các bạn check in là mỗi ngày được 70 coin các bạn. Cứ tăng lên, ngày thứ hai nó tăng lên các bạn. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy cái link chia sẻ liên kết nha các bạn. Các bạn vào có một trang chủ nè. Một trang chủ một chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn lướt qua đây nè. Lướt qua. Rồi các bạn nhấp vào một là cùng tích lũy nhận thưởng các bạn. Rồi đây thì nó có nhập mã giới thiệu. Rồi mình đây mình thoát ra đây các bạn ơi. Các bạn qua một tài khoản nè. Rồi các bạn lướt xuống nha. Các bạn nhớ cái mã giới thiệu này của mình nha các bạn. Của mình là ABKIUNL. Rồi mình thoát ra đi. Mình về đâu là một trang chủ nữa các bạn. Rồi các bạn lướt qua chỗ hồi nãy đi. Rồi cùng tích lũy nhận thưởng. Rồi các bạn click vào cái phần link nha các bạn. Phần link này nè. Rồi các bạn nhập cái mã giới thiệu này vô nha các bạn. Cái mã giới thiệu của mình này là ABKIUNL. Rồi mình chia sẻ mình bán cái mặt hàng các bạn. Mình thì bạn nào muốn chọn sen đỏ ấy, ship sen đỏ Lazada, Tiki và Shopee các bạn. Rồi mình sẽ chọn mình thích mặt hàng sen đỏ, bán mặt hàng sen đỏ hơn, mình bấm vào nút mục này. Rồi các bạn bấm vào cái mục tạo liên kết các bạn. Các bạn sao chép. Rồi đã có bị thành công. Rồi các bạn thoát ra đi. Các bạn qua bên Google Chrome các bạn. Các bạn gõ từ bit.ly nha các bạn. Mình rút gọn link lại các bạn. bit.ly.com nè, URL nè. Rồi. Các bạn chờ chút ngày mai mình cầm chút. Rồi các bạn bắt cái link nãy vô nè các bạn. Bắt cái link nãy các bạn vô. Dán vào. Rồi bạn bấm vào chữ rút ngắn. Shop nào là rút ngắn. Rồi các bạn copy nha các bạn. Rồi copy thành công màu xanh. Rồi các bạn lướt qua trở về giao diện Facebook của mình nha các bạn. Khoan các bạn vào một lần ảnh nè. Các bạn vào chút nghe cái máy mình nó hơi lót chậm quá. Các bạn đăng lên. Các bạn bắt đường link nãy vô nha các bạn. Rồi đây chữ sen đỏ nè. Đó, các bạn ghi vô cái chữ là khuyến mại khủng sen đỏ. Phan. Trời ơi. UEA khuyến mại khủng sen đỏ. Rồi các bạn đăng ký việc đăng lên là gì đó các bạn. Sau khi có người nào mà trên ấy thì list mua hàng trên cái link của mình thì mình được hoa hồng 30% nha các bạn. Rồi mình đảo ra đi. Mở cái Teddybank này lên. Rồi các bạn chia việc kiếm coi là bằng cái việc chia sẻ link đó là nhiều đó các bạn. Sau khi mình có coi rồi các bạn mua hàng này nọ đồ nó sẽ hoàn tiền cho mình các bạn. Hoặc các bạn đổi quà nè. Các bạn vô một đổi quà nè. Bạn chờ chút nha. Đổi gift card tiền mặt nè, 100.000 đồng nè. Có thẻ Viettel nữa. Mobi nữa các bạn. Các bạn lướt xuống các bạn thích nào thì các bạn đổi nha các bạn.
Đấy, mình gặp cái thẻ Viettel theo đâu ta. Bạn nước thẻ Mobifone này các bạn, được rồi. 20.000 thẻ Mobifone, 200.000 đồng mỗi người bạn được đổi một quà một lần, yêu cầu đổi quà sẽ được xét duyệt. Rồi các bạn nhấp xuống nghe, có thẻ Viettel, Mobi, Vinaphone rồi tùm lum nha các bạn. Các bạn vô đây, vô một tài khoản này, các bạn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình lại cho chính xác các bạn. Ngày tháng năm sinh, mã giới thiệu nếu có nè. Rồi nhập số điện thoại của mình vô, rồi các bạn bấm vào nút lưu lại nha các bạn. Đặng nữa có gì nó gửi về cho mình cái ấy. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Xin chúc các bạn kiếm thật là nhiều thẻ cào trên một con app, trên một cái con app tiếp thị liên kết TDBank nha các bạn. Chào tạm biệt nha.